khuyên sớm giác ngộ. Tánh linh người vật cũng đồng, tuy không biết nói mà lòng biết nghe. Khuyên người chớ giết sanh linh, đem ra cúng tế cầu xin thần quyền. Lòng nhân phải ở cho hiền, ấy là bất sát phải kiêng luật trời. Thiện lành nắm giữ chớ rời, người cùng muôn vật đều thời sống chung. Ta nên phải nghĩ cho cùng, lẽ nào đem cái giữ hung áp đàn. Giết loài sinh vật muôn ngàn, mà đem cúng tế cầu an cho mình. Thật là trái lẽ công bình, Phật trời nào có vị tình ta đâu. Trồng dâu thì sẽ hái dâu, gieo nhân hái quả chớ đâu sai dời. Muôn loài vạn vật trên đời cũng đồng mạng sống, cũng thời mang thân. Trên đời có một cây cân, ai ai cũng sống có phần như nhau. Người cùng muôn vật khác nào, giết thân chúng nó đớn đau như mình. Mở lòng một chút niệm tình, tha dùm chúng nó thân hình nhỏ nhoi. Không đành thấy giết mà coi, huống chi ăn uống giống nòi thuở xưa. Phải nên cố tránh mà ngừa, hồng hoang thượng cổ từ xưa đến giờ. Lẽ nào lấy mạnh hiếp khờ, trước kia mình cũng ư ơ đó mà. Dẫu cho cha mẹ ông bà trăm năm mãn số cũng là chớ sai. Lòng lành là cúng cơm chay, chớ nên sát hại các loài thú kia. Dối rằng nói cúng rồi chia, mà đành phú tội đổ về mẹ cha. Mình ăn sướng miệng âu ca, vong linh cha mẹ phải xa đọa đầy. Đó là bất hiếu lắm thay, đành để kẻ chết đắng cay khổ sầu. Chết rồi ăn uống được đâu, phải nên suy xét cho sâu mới là. Đừng theo tả đạo ngoại tà, sát sinh hại vật cúng mà tổ tiên. Ấy là tạo sợi xích xiềng, cột cầm cha mẹ dưới miền Diêm La. Hành hà đau đớn thiết tha, xin người thương xót với cha mẹ mình. Nỡ nào bất nghĩa hiếu trung, tương ưng oán báo chẳng dung cho người. Cây lành mọc nhánh chồi tươi, sanh linh bất sát mới người thiệt nhân. Cuộc đời công lý tuần huồng, sát sinh thường mạng chẳng hơn kém gì. Nên thường niệm chữ từ bi, thương loài sinh vật
như thì thương ta. Nói truyền theo dấu Thích Ca, ăn chay đạm bạc cũng qua tháng ngày. Chớ nên tạo nghiệp đắng cay, ngon chi lưỡi miệng muôn ngày khổ đau. Sống cần tu học dồi trau, thì là dưa muối tương rau tạm dùng. Thân này đừng có quén vung, đó là tứ đại hiệp cùng với nhau. Rồi đây có lẽ lâu mau thì cũng rã đoạn, chớ nào bền lâu. Đừng gây nghiệp báo thâm sâu, muôn đời ngàn kiếp cắt đầu chẳng lên. Nhân lành đạo đức làm trên, theo con đường ấy vững bền về sau. Ráng mà sửa đổi dồi trau, ăn chay trọn thiện thác vào cảnh tiên. Luân hồi cùng mối oan khiên, chẳng còn đeo níu trói xiềng được ta. Khuyên cùng tất cả gần xa, mở lòng lương thiện ráng mà ăn chay. Giữ lòng chân chánh thảo ngay, thì là Phật cảnh liên đài chẳng xa. Biết phân nẻo chánh đường tà, chớ gây nghiệp báo oan gia làm gì. Muốn tránh nạn khổ sầu bi, một lòng nắm giữ kiên trì giới nghiêm. Đèn cháy do lửa dầu tim, người lấy chân chánh thanh liêm sửa mình. Soi đèn trí tuệ quang minh, cho người thấy rõ giữ gìn hành theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.